Xin chào tất cả anh em chơi audio và đang đến với kênh YouTube Lê Khôi Audio. Hôm nay xin giới thiệu tới anh em một con âm ly rất độc đáo và khá hiếm trên thị trường. Đó là âm ly Nico. Model là 1101. Em sẽ giới thiệu sơ về ngoại hình ha. Hình thức có một cái vỏ gỗ rất là đẹp ha. Đây, em đã tháo sẵn rồi để khỏi làm mất thời gian của anh em. Đây là nắp gỗ ha. Rồi, hình thức thì nó là dàn hình thức receiver ha em. Đây, receiver này là AM ha, AM, FM. Đó, xài cái nào thì nó sẽ hiển thị lên cái đó nha. Rồi, còn bên này là đang nghe nhạc ha. Rồi, các cái chức năng cơ bản đều đầy đủ ha. Đến hai cặp loa, 1-2, loudness, CT, bass, chép, volume đều chỉnh riêng từng kênh một ha, từng bên một. Đó là về hình thức ha. Rồi, tiếp theo em xin giới thiệu về cái hình cấu tạo của nó ha. Con này được thiết kế 4 sò sắt Hitachi cao cấp ha. Rồi, tiếp theo là sử dụng hai tụ lớn ha của hãng Elna đó. Và con này nhìn linh kiện cũng rất là gấu ha, máy thiết kế lớn nha, cho chất âm mềm mại với sò của hãng Hitachi. Rồi bây giờ mời anh em cùng nghe qua ha, nghe demo một đoạn. Đặc biệt con này là dòng âm ly xuất Mỹ, sản xuất cho Mỹ nên đánh được nhiều loa, trong đó có loa Mỹ, loa Nhật, loa Anh vân vân. Mời anh em cùng nghe nhé. Em chỉnh đường kênh 1 cho anh em cùng nghe luôn. Tôi nhớ nơi này qua một đêm gió mưa nhìn. Lời nào ta rót vào tim. Bát lên rất hay. Bát rất hay anh em ha. Tiếng bát rất tốt nếu như nghe thực tế. Từ đó chúng ta người mỗi nơi tìm lối yên vui. Em xin giảm bớt tí ha. Đồng hồ nhảy rất đẹp ha. Đồng hồ nhảy rất đẹp. Đồng hồ nhảy theo tiếng nhạc. Còn thương nhau nhé, xin quên đi ngày đã qua. Đang đánh một cặp loa Ân rất khó nha. Nhưng mà đánh tốt ha. Tiếng bass rất hay. Đây là tiếng chép ha. Đây em mở thử cho em nghe thôi. Đó. Chép rất bén ha. Em đang giảm xuống rất là nhiều ha, tại vì mình thu qua điện thoại ha. Mình sợ nó sáng quá, nó chói quá nha, tại vì độ phân giải thấp. Từ khi vào lĩnh rồi lành pha vui ngày nào toàn câu. Đây anh em muốn thích nghe thì anh em có thể bỏ lau nét ha. Tôi mãi chưa quên đây người, ai nói yêu tôi rồi mà lòng người thường hay thay đổi. Đời linh nghe thực tế rất hay anh em nha. Ước mơ làm chỉ một lần buồn chưa bối xóa. Quê cũ ghi bao tình, tôi mến đêm trăng rằm, mọc ngày hiền hòa bên mái tranh. Năm xưa tôi nhớ nơi này. Hiện tại em đang còn rất là nhiều sản phẩm khác ha. Anh em vào kênh YouTube, vào Zalo Lê Khôi Audio 0962 82 3 4 nha, để cập nhật thêm nhiều sản phẩm khác. Từ đó chúng ta người mỗi nơi tìm lối yên vui nhắc. Rồi cảm ơn anh em nha. Cảm ơn anh em đã quan tâm. Anh em kết bạn Zalo để xem hình ảnh chi tiết hoặc vào chợ loa Mi 7 Sài Gòn. Chợ này do chính Khôi sáng lập nha. Hiện tại cũng 40 mấy ngàn thành viên nha. Chợ rất uy tín. Anh em có thể đăng bán, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm. Ngoài ra, anh em vào trang cá nhân Khôi Lê Đình để xem thêm nhiều mặt hàng khác. Rồi, cảm ơn anh em.
kênh YouTube chính thức của Khôi là Lê Khôi Audio.